Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video quay lại cảnh biển, bãi biển Gành Dầu, chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Lời đầu tiên, Phú Trần xin gửi đến cô chú anh chị lời chúc sức khỏe, một năm mới bình an, làm ăn thật nhiều, may mắn, phát tài, phát lộc. Hôm nay mình đang có mặt di chuyển tại chợ Gành Dầu và đang trên đường di chuyển đến bãi biển mũi Gành Dầu ở phía trước của các bạn. Mình mời cả nhà cùng theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Các bạn xem video của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi các video mới trên kênh của mình giúp các bạn nhé. Video của mình được cập nhật liên tục hàng tuần. Đây là mình đang di chuyển ở trong cái chợ Gành Dầu, mình đang di chuyển ra ngoài đường mấy biển nha cả nhà. Vừa đi vừa quay thì nó rung lắc, cả nhà xem video chậm thì thông cảm cho mình cả nhà nhé. Đường này thì nó có rất nhiều xe lớn qua lại thì di chuyển vào bên trong. Chuyển thì để ý không va chạm. Đường ở đây thì nhỏ hẹp cả nhà nhé. Mình chợ thì nó rất là đông, không để ý thì đi nó chen lắm, để ý thì dễ qua quẹt cả nhà. Đi hướng này thì nó đang nắng, nó được sáng, được tối cả nhà nhé. Khung cảnh của người dân hai bên chợ thì đang buôn bán diễn ra rất là tấp nập, người đi rất là nhiều, di chuyển trên đường. Dầu ngày nay phát triển rất là mạnh và dân cư rất là đông đúc, không cũng như ngày trước nữa nha nhé. Ở phía sau cái chợ này mình đi băng qua rừng thì nó có khu dân cư mới tái định cư của nó nữa cả nhà nhé. Người ta mới quy hoạch cái khu dân cư mới ở phía sau con đường của chợ này. Mình, đi băng qua rừng và đi về hướng quân bơ cả nhà nhé. Nơi này là quán xá rất là đông đúc, hai bên đường quán rất là đông, rất là vui. Ở đây cũng có rất nhiều quán cà phê nữa cả nhà nhé. Cả nhà lên Gành Dầu thì cả nhà nhớ ghé đền thờ Nguyễn Công Trực, một trong những đền thờ tâm linh và nổi tiếng tại Phú Quốc để viếng thăm cả nhà nhé. Bây giờ mình quẹo qua cái ngã ba này, mình đi ra hướng biển cả nhà nhé. Biển Gành Dầu là một bãi biển
sơ, rất là đẹp. Từ đây thì các bạn có thể nhìn ra các cái hòn gần ở phía bên này, và mình có thể trông thấy nước bạn Campuchia, các cái dãy núi của nước bạn ở phía trước mặt đang hiện ra. Ở đây thì mình, các bạn muốn đi thì các bạn vào cái nhà hàng này, cũng có các cái cano và các cái tàu thuyền để chở mình ra hai cái đảo ở gần bờ này các cả nhà nhé. Và đặc biệt thì mấy cái quán này nó bán hải sản rất là tươi sống và rất là ngon luôn cả nhà. Rồi mình qua cái cầu này mình đi chuyến là tới rồi cả nhà. Đến nơi rồi, mình dừng xe thì mình sẽ đi xuống biển cả nhà nhé. Cả nhà xem hết video thì mới thấy được vẻ đẹp của bãi biển của Gành Dầu cả nhà nhé. Ở phía trước thì nó chưa có nhiều đâu cả nhà. Mình phía trước là mình di chuyển ở bên ngoài đường thôi. Còn bên trong thì đến biển thì mình mới quay cái nó ngoài biển, xung quanh các bè ở trên biển thì sẽ cho cả nhà mình cùng xem. Biển ở nơi đây rất là đẹp. Biển nước biển rất trong xanh. Mùa này thì rất là đẹp luôn, biển rất là êm, ít sóng. Phía xa xa nhìn thì thấy các dãy núi của các nước bạn Campuchia đó cả nhà. Mình lên mũi Gành Dầu thì ở đây mình có thể đến cái cảng Gành Dầu, nó ở phía cũng gần cái chợ Gành Dầu đó cả nhà nhé. Ở đây cũng có rất là nhiều điểm để mình di chuyển đến tham quan. Thì nó cũng có các cái tàu để mình xuất phát từ đây đi mũi Hàm Rồng nữa cả nhà nhé. Mình đến mũi Hàm Rồng thì có thể ngắm sâu biển, ngắm san hô ở biển. Mình có thể di chuyển và đến đây mình cũng khám phá. Đây nó cái mũi Gành Dầu này nó cong giống như một lưỡi liềm cả nhà. Các cái móng đá nhô lên được thiên nhiên và một tạo nên các hình thù rất là đặc sắc. Phía xa xa thì có các cái lồng bè nhà neo đậu ở phía trước, các tàu thuyền đánh bắt thì ở gần bờ. Và nơi đây thì nó cũng có một cái giống như một cái bến tàu nhỏ để đưa các du khách của mình từ các cái trên quán này để di chuyển ra các cái hòn đảo nhỏ tham quan. Các cái cano thì có thể di chuyển đi xa đến các mũi Hàm Rồng, các cái biển đẹp ở nơi đây như mũi Hồng Một nữa cả nhà nhé. Từ đây thì mọi người có thể xuất phát được nhiều nơi.
phía xa xa thì cũng có một số mọi người đang cuối tuần làm những bữa tiệc dã ngoại nơi đây cùng thưởng thức ngắm biển, vừa tết vừa ăn nhậu ở trên bãi biển này cả nhà nhé, rất là nhiều luôn, biển rất là đẹp luôn cả nhà. Ở đây nó cũng gần bờ, nó cũng có nhiều cái rạn san hô rồi. Rất là đẹp luôn. Mình di chuyển xuống gần biển rồi mình quay từ từ, mình sẽ di chuyển lên phía đầu bên chỗ mấy người đang ở phía trên kia, mình sẽ quay cảnh ở phía trên chỉ cho cả nhà mình cùng xem. Các cái bãi đá ở gần bờ, mình đang di chuyển về phía bên trên, đang di chuyển lần lên cả nhà nha. Di chuyển lên phía trên thì cảnh rất là đẹp luôn cả nhà, nước biển trong vắt rất là mát luôn cả nhà nha. Nước ở chỗ mấy cái bãi đá này biển này để mình di chuyển lên phía trên cả nhà nhé. Đi nó cũng rất là trơn trượt, cả nhà để ý dép nó dễ bị té lắm cả nhà. Các món đá này thì các tạo nên các cái hình thù rất là đặc sắc, rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Ở đây thì gần bờ thì nó cũng có một số loài cá đang sống xung quanh gần bờ này cả nhà nhé. Cũng có một số con ghẹ nữa. Ở đây thì mình không bắt được con ghẹ này, nó ở sống gần bờ trong cái gành đá này rất là nhiều cả nhà. Chắc cái bãi đá này nó hơi khó đi cả nhà nhé, các bạn đi men theo cái một bên đá và một bên phía bên rừng cả nhà, đi xuống cả nhà nhé. Cả nhà muốn đi lên cái mũi đá đầu trên này, mũi gành dầu thì cả nhà đi trên cái đường rừng cũng được cả nhà nhé. Rừng ở đây phía trên thì người ta đã phát hết rồi, rất là rộng ràng, rất là nhìn rất là thoáng luôn cả nhà nhé. Đây là mình đang di chuyển lên cái mũi đá lên đầu trên này cả nhà nhé. Lên đầu bên này thì mình nhìn ra phía trước các bạn bè đang ở phía trước rất là gần luôn. Bãi biển là rất là đẹp luôn. Bây giờ mình di chuyển tới chỗ cái cây cao cao mũi đá phía trên kìa, mũi phía trên kìa. Quay phía trên đó chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Cả nhà nhớ xem hết video thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng của cái chuông để theo dõi các video mới.
đang di chuyển lên phía trên này gần tới rồi, cái mũi đá phía trên này rồi cả nhà nha. Quay lại phía lên cạnh phía dưới để cả nhà mình cùng xem. Rồi mình ở đang tới cái mũi đá này rất là đẹp luôn cả nhà. Mình ở phía bên trong cái mũi là mình nhìn ra phía bên ngoài xa xa kia là nơi tàu thuyền neo đậu và các cái làng bè đánh bắt đang nuôi trồng. Thấy ánh sáng đang neo đậu ở phía trước tránh sóng và tránh gió, người ta di chuyển về đây để neo đậu cả nhà nhé. Rồi nhìn phía xa xa thì cũng có các cái dãy núi và các cái hòn đảo gần ở gần bờ ở phía trước. Mình muốn đến các cái đảo này thì mình đi cái cano đậu ở phía bên này cả nhà nhé, chỗ cái nhà hàng ở phía bên lúc đầu mình di chuyển và dừng xe ở phía đó cả nhà nhé. Đến ở đây thì nhà mình có thể ngắm các loài chim bay lượn ở trên này nữa cả nhà nhé. Đặc biệt thì nhà mình đi vào cái khu rừng của gần cái khu Wimber, đối diện với khu của Villa Wimber, thì cả nhà buổi chiều cả nhà có thể ngắm các cái đàn khí nó đi trên cái dây điện cả nhà nhé. Xung quanh rất là đẹp luôn cả nhà. Ở phía xa xa thì nó cũng có nhiều cái bãi đẹp để nhiều cái chỗ để mình làm tổ chức các bữa tiệc picnic ở tại bãi biển, cùng thư giãn vào những ngày cuối tuần, mình rất là vui luôn cả nhà nhé. Đây là mình lên phía trên cái mũi này rồi cả nhà nhé. Bờ chỗ mình dừng xe rất là xa luôn cả nhà, chắc cũng tầm 1 km cả nhà nha. Đấy, mình quay lại cảnh phía dưới xung quanh dừng xe cho cả nhà mình cùng xem, rất là đẹp luôn cả nhà. Các mỏm đá nó chài chài và lấm tốn, nó tạo ra các cái hình thù rất là đẹp và nhiều cái thiên nhiên tự tạo giống ra như cả nhà, nó còn nguyên sơ và chưa được con người khai phá, không có đầu tư và khai thác du lịch ở chỗ này cả nhà nhé. Ra bãi biển này rất đẹp và hoang sơ luôn, giữ được vẻ đẹp thiên nhiên. Càng đi xa thì lên phía trên thì các mỏm đá thì nó rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Ở phía trên thì càng đi xa thì không có con người khai phá nên giữ được vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, biển thì rất là trong và đẹp luôn cả nhà nhé. Đây, mình đã lên tới cái mũi đầu lên này rồi, cái đầu thì mình quay lại khung cảnh xung quanh này chia sẻ cho cả nhà. Mình sẽ bắt đầu di chuyển lần xuống để đi về cả nhà nhé. Cả nhà đến mũi Gành Dầu thì cả nhà đến đây tham quan, cả nhà đi dọc theo cái bờ biển này, cả nhà di chuyển lên cả nhà nhé. Cả nhà di chuyển thì cả nhà hãy để ý bãi biển thì nó có nhiều rong rêu nên nó dễ trơn trượt lắm cả nhà. Bãi đá này nó đi rất là có nên cả nhà để ý nha. Phía trước là có cái gì
đây là mình đi buổi trưa cả nhà nhé. Đến đây thì buổi trưa thì cũng có rất nhiều du khách đang ở phía bên bờ kia đi các cái tàu và cano để di chuyển ra các cái đảo gần bờ ở phía bên này cả nhà nhé. Phía trên là rừng xanh nguyên sinh. Phía sau cái các cái dọc cái sườn biển này có cái gần cái đồn bộ đội doanh trại thì người ta đã phát rừng này rất là sạch sẽ rồi cả nhà. Các cái cây bụi nhỏ thì người ta phát hết rồi, để lại mang một số cây lớn thôi. Cả nhà có thể đi phía trên cái đồi này mà cái đêm để mình xuống người ta mặt biển cả nhà nhé. Nó cũng có con đường ở phía trên cả nhà. Ngồi ở nơi đây rất là đẹp luôn. Phía trên nhìn thấy có các cái con ghẹ nó đang bò trên con đá lồng trốn trên con đá cả nhà. Xuống nó thấy mình đang chạy cả nhà. Con ghẹ đá này chạy nhanh lắm cả nhà nha. Này mình lừa nó vô trong cái bụng đá mình bắt nó lên được. Con này nó chạy nhanh lắm. Cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn xem video thật nhiều vui vẻ. Bạn nào mới đến kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi các video mới trên kênh của mình giúp.